Dạ, cho xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, hiện tại thì Trang đang ở ban trị sự của xã Thành Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay Trang thay mặt cho chị Hà ở bên Mỹ có làm là 30 kg bột nha bà cô chú anh chị. Thì chị Hà gửi về cho Trang là 100 đô, thì 100 đô Trang làm được 30 kg bột. Thế tại vì một mẻ của Trang làm mát thường ngày là 4 kg. Với số tiền mà chị Hà hỗ trợ thì Trang nhồi là 32 kg bột của bà cô chú anh chị. Tại vì một mẻ 4 kg là 8 mẻ là 32 kg, 32 kg là bột nha. Còn cộng thêm một mẻ 4 kg là 100 kg, thành phần tổng là 7 kg. 7 kg một mẻ là 7 x 8 là 56 kg, là 56 kg bột nha bà cô chú anh chị. Nếu mình cân là bột như thế này là một là 5 cao là 56 kg. Thử yếu quá giờ, không khí quá trời vui luôn bà cô chú. Bà làm cái bánh hôm nay là làm bự hơn là cái bánh bình thường Trang bán rất là nhiều nha. Hôm nay thì trước giờ cũng có lễ Phật đản này cũng rất là nhiều rồi, nhiều năm nay rồi, nhưng mà cũng đây là lần đầu tiên Trang đi với bà cô chú anh chị. Tại vì thường là Trang đi làm bình vui thì cũng ít đi. Rồi mai là hôm nay có chị Hà hỗ trợ thì em mới đi lễ này. Này thấy rất đông quá chừng đông rồi. Tối còn đông vui hơn á bà cô chú anh chị. Quá trời người ta bán đồ mà mãi mà có một cái tiệc gì đó là có con nít là nó vui à. Nấu cháo nấu cháo con muốn lăn tới muốn lăn cái sắp hàng ngồi ghế còn đợi kìa. Yeah. Còn có lăn cái đầu ngồi xếp hàng kìa, thấy cưng không? Chưa hết đi, nó khô khô mặt. Mà ngồi không kén, ngồi cái cổ mấy cái hết. Bà làm mấy hồi, bà làm lâu lắm, hết đừng có bột nhiều nha. Để cho nó nghỉ bột, mà chứ đụng bột nữa đừng có dính. Với lại bột này phải cho nó nghỉ vậy đó, cán phải nhẹ chứ má cán liền. Cho nước ta đi.
Tiêu mà cay vậy con? Mẹ con ơi, bánh tiêu là mẹ chứ không phải tiêu. Xây ra, xây ra. Cái này là cá không có đặc biệt á. Bánh này cá bự chứ không có đặc biệt. Kéo cái bạn này xích lên trên để cho Trí đứng nó chở tiếp bên lưng nè. Được rồi, anh làm được. Sao đâu? Không, cho nó chở phụ anh gấp, cho nó nhanh coi. Giờ tính là chưa vô, phải kêu ngay lẽ vô chẳng được. Bây giờ tôi cũng ha. Ai dặn gỡ lên nè? Em dặn đó, đâu lại lẹ không anh? Rồi, chị cắt hết cái mầm này, cái lấy cái mầm xong rồi nè. Tay cái này vô. Đặt lấy cái chị. Cũng lên mấy cái bánh tròn tròn, đẹp cũng đẹp. Thế đi con ra con chảy mấy cái bánh này đẹp cho cúng cái đi. Đẹp đẹp có bỏ giùm anh. Đúng rồi. Đẹp đẹp bỏ giùm anh luôn cúng. Này tôi tiễn cho tôi cúng của anh. Yếu không nữa, yếu không? Không. Mạnh quá nữa. Nào bánh nó nổi lên hả chở nha. Sắp đẩy về. 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 Sắp đẩy về
nghe nè. Bây giờ mình đi cho người hai cái hay gì đi cho nó, ý là cho giảm đội hình á, cho giảm đội hình đi hai quay lại nữa chứ chó chân à. Nếu ai là nhiều nhiều cái người sao ta đợi đụng. Quá đông mà ông bà cô chú anh chị ơi, bán không có kẹp rồi. Này phải hai chảo mới có kẹp, mà tại vì dân người ta không có gành chiên, cái mình sợ nước nóng trà dầu nóng nó nguy hiểm á, cho nên là để người nhà mình chiên không à. Nhưng mà bà con tuy đông nhưng mà cũng cố gắng xếp hàng đợi. Dĩ nhiên này cũng có mấy em nhỏ nó cũng háo hức á, nó cũng mua xe đi xung quanh, nhưng mà cũng quy định là trong nhà hàng mấy phán em bà cô chú. Đây lễ thì nó hơi đông. Trời à, một tối một đông hôm lúc chiều đó bà cô chú. Đây là các chú cao tuổi ở trong xã, trong xóm đợi tới tối tới giờ đậm cùng nhau mà cúng kính lễ với Phật với thầy. Thì hôm nay lễ hôm nay cũng như những lần khác về đạo Hòa Hảo thì tất cả những cái đồ ăn nước uống ở trong bên trong ban trị sự là hoàn toàn miễn phí nha bà cô chú. Thì hôm nay dạ, mà tại cái người dân người ta gành chiên nguy hiểm lắm, cho nên là người nhà mình chiên không thấy nó nổ. Dạ, dầu văng một giọt thôi là phỏng rồi đó, bị nó nóng tới mấy trăm độ đó. Dạ hôm nay thì Linh cũng xin thay mặt Trang xin cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Chị đã hỗ trợ 100 đô thì Trang với Linh
Lưng là người nhồi bột nên là 32 kg bột. Dạ 32 kg bột thì mình nhồi được 8 lần. Mà một lần lưng nhồi có 4 kg à. Đây, cái máy mình không dám nhồi nhiều. Nhà chị mà giờ chị Hà mà có cái buổi phát bánh trong cái ngày lễ hôm nay thật sự là rất là vui. À, thay mặt bà con, tất cả bà con, những em nhỏ ở đây xin cảm ơn chị rất là nhiều. À, cảm ơn chị Hà ở bên Mỹ ạ. Ở dưới quê lễ đồng vui không bà cô chú? Thì làm cho mình gợi nhớ là cái tuổi nhỏ chỉ trông chờ lễ hội này kia, các mình đi coi múa lăng hay là mình đi kiếm bánh trái đồ hà mình ăn. Cả đội nè. Dạ cả đội làm bánh luôn. Bóc đồ lại, ra đó bóc đồ lại. Năm gần chết à. Dạ bà cô chú anh chị ơi, thì giờ này cũng đã đến giờ ban tổ chức chuẩn bị cúng để mà cầu quốc thái dân an nha bà cô chú anh chị. Hey, bà con rất là đông nha bà cô chú. Người ta đợi em sao tội nghiệp ta kìa. Thật sự trong cuộc sống thì cũng có người này người khác, thì người thì không quan tâm, nhưng cũng có rất là nhiều người mang cái tâm rất là tốt. Đây họ đồng hiệp tâm về đây để mà cái ngày, trong cái ngày lễ đản sanh của Đức Thầy, để mà cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thì cái tinh thần này rất là quý nha bà cô chú anh chị. Bao nhiêu người ta đứng đợi mình cho người ta ở đây rồi tụng nghiệp người ta. Thật sự đây là cái truyền thống rất là quý báu ở quê hương của Lưng với Trang. Giờ Lưng nghĩ thì tất cả những ban trị sự đều như vậy, nhưng mà ở quê thì thực sự là chỗ này rất là đông. Ở đây là xã Thanh Lộc không bà cô chú anh chị. Thì cũng là cái nơi mà Lưng cảm thấy có rất là nhiều đội từ thiện, trong đó có đội từ thiện của cô Ba Lon cũng như là hai vợ chồng của Lưng. Thì tất cả đều cố gắng vì một cái quê hương, một đất nước thật là bình yên và đầy lòng nhân văn, đầy tình người đó bà cô chú anh chị. Có các cô các chị cũng rất là có lòng, thấy bánh làm không kịp đó mấy cô mấy chị lại đây làm tiếp đó mà cô chú, rất là đông luôn. Mệt dữ không em? Và các nước trên thế giới và mưa rồi gió và toàn thể đồng bào và nhân loại
Thì lúc nào chị cũng coi cái cuốn phim hết trơn. Đi tới ngoài lại rồi kêu lên người qua mà chị bắt thì giữ lại cái chuyện là gì nè chị. Nữa mình nữa cái nào mà nữa tôi mở mà. Dạ giờ này cũng gần 8 giờ đó mời cô chú. Mấy em nhỏ cũng ngơi ngơi đi chơi đi về nhưng mà bánh này vẫn cho không kẹp không bà cô chú anh chị. Còn tầm khoảng chừng hơn 5 kg nữa là xong rồi. Có những cái bữa phát bánh như thế này thật sự là rất là vui cho cái ngày lễ hội ở quê đó bà cô chú. Thì Linh cũng như cả đội rất là mong sẽ mỗi cái lễ đều sẽ có cái bữa phát bánh như thế này để cho tạo một cái nét đẹp ở quê hương. Nhưng mình cái ngày lễ thì mấy em nhỏ nó cứ nhớ là trong tới ngày lễ đặng tụi nó đi chơi rồi sẽ có bánh trái nước ăn uống miễn phí. Rồi cho mình lại nhớ những cái tuổi thơ sẽ là rất là vui. Cũng cảm ơn chị Hà rất là nhiều nhờ chị mà có mới có buổi phát bánh hôm nay. Đây, mọi người xếp hàng chờ lấy bánh gì nè ông bà cô chú. Bánh có ngon không? Ngon. Này, mình còn nhiều bánh nữa hết không bà cô chú? Okay, vậy? Dạ thì bây giờ chị cũng đã thay mặt cho chị Hà ở bên Mỹ đã chiên hết số bột của chị. Bột chưa có qua pha chế là 30 kg, mà pha chế xong là bột khoảng gần 60 kg không bà cô chú anh chị. Chiên hôm nay thay mặt cho chị, chiên cũng cầu mong cho gia đình của chị sẽ lúc nào cũng luôn bình an, luôn luôn vui vẻ, quan trọng là sức khỏe. Gia đình của chị sẽ luôn luôn được học thật nhiều sức khỏe, còn công việc của chị sẽ luôn luôn được thuận lợi. Chiên thay mặt cho bà con người dân địa phương xin cảm ơn chị rất là nhiều. Còn bây giờ thì cha xin chào ông bà cô chú anh chị. Cha xin hẹn ông bà cô chú anh chị tiếp tục những video tiếp theo nha. Xin chào ông bà. Dạ, Trang xin mến chào quý bà cô chú anh chị các bạn. Dạ, ông bà cô chú anh chị và các bạn ơi, hôm nay thì chị rất là vui mừng luôn khi Trang được nhận quà của chị Hà. Cùng với đó thì sẵn dịp là ngày mai là ngày Phật đản, ngày bên đạo của Trang á, nên chị hỗ trợ cho Trang làm là một đó là 100 đô. Thì 100 đô thì Trang tính ra Trang làm được 30 kg bột bánh tiêu á bà cô chú anh chị. Sáng thì Trang sẽ bắt đầu nhồi bột đặng mẫu bà cô chú. Và đây là cái mẻ đầu tiên mà em Hương đã nhồi rồi đặng bà cô chú. Đây là mẻ đầu tiên nè em Hương nhồi. Và cái quan trọng hôm nay Trang muốn chia sẻ về cái cách nhồi bột hôm nay của gia đình Trang á. Trang rất là vui mừng luôn khi hai vợ chồng cùng với em đang hiện tại đang bán bánh tiêu mà cô chú anh chị. Là được chị Hà hỗ trợ cái máy nhồi bột. Tại vì Trang thường là buổi sáng, kể từ buổi tối trước khi mà Trang đi làm về Trang sẽ nhồi bột. Anh Lưng là Caramel sẽ nhồi bột sáng ủ sáng bắt đầu mình mới đi bán. Sáng thì 3 giờ rưỡi Trang với anh Lưng bắt đầu đi bán xong tới 8 giờ hơn
rồi Trang Danh Lưng sẽ đi chia sẻ về những cái video mà làm thiện nguyện. Rồi tối về thì Trang mới nhồi bột, thấy hai vợ chồng Trang đi làm gì trễ mà tối nhồi bột nữa, nên chị đã quý mến hai vợ chồng, tặng cái máy cho nhồi bột cho gia đình. Sẵn ngày dịp hôm nay thì Trang khoe cái máy của chị Hà tặng cho gia đình Trang luôn và cô chú anh chị. Trước tiên thì bây giờ Trang sẽ quay một mẻ bột để cho bà cô chú anh chị cùng xem cái máy này nó làm như thế nào mà ra bột nha. Ngày đầu tiên mà khi gia đình Trang mà xem cái máy nhồi bột của bà cô chú anh chị, thấy cái máy làm rất đơn giản mà người ta làm thì thấy rất là cực luôn bà cô chú anh chị. Nên khi mà có cái máy này, gia đình Trang ai cũng xúm ngồi nhìn cái quay cái mẻ bột đầu tiên á. Dạ, thì bây giờ Trang sẽ bắt tay vào làm bột của bà cô chú anh chị. Trước tiên là Trang sẽ căn đường. Đây là đường. Trang nhồi một mẻ vậy là 4 kg. Đó là 1.2 kg đường với một ít muối. Rồi thì đây là nước ấm nè. Để Trang 1 lít nước. Kế tiếp đây là bột khai. Trang đã quậy nước sẵn rồi. Trang cho vào luôn. Còn đây là bơ. Bơ thì lần trước nhồi á, mình lúc mà Trang chia sẻ bơ làm bơ sống không à. Bây giờ thì Trang bắt bơ lên chảo cho nó tan hết. Rồi bây giờ thì Trang sẽ nhấn nút bắt đầu quay nha. Đầu tiên mình sẽ quay chậm thôi cho tan đường. Đợi trong khi chờ đợi tan đường thì Trang sẽ cắt bột. Có cái máy thì gia đình rất là khỏe luôn. Tại đó thì cứ đánh hết đường là mình đẩy bột vô thôi. Thank you.